hai học sinh lớp 8 thiệt mạng khi tắm ở kênh thủy lợi. Trong lúc tắm ở kênh thủy lợi thị xã Quảng Trị, hai nữ sinh bất ngờ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân một giờ sau đó. Lực lượng cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể hai học sinh lớp 8 bị đuối nước, mất tích ở kênh thủy lợi tại thị xã Quảng Trị vào chiều ngày 26 tháng 4. Hai nạn nhân được xác định là em T và em V cùng 14 tuổi trú tại tỉnh Quảng Trị. Chiều cùng ngày, T cùng V đến nhà bạn tại phường 1 thị xã Quảng Trị để chơi. Sau đó, cả nhóm rủ nhau ra đê thủy lợi Nam Thạch Hãn để tắm. Lúc đang tắm, nhóm thiếu niên bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Một người trong nhóm may mắn được người dân cứu hộ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau một giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể các em lên bờ và bàn giao cho người nhà.